trong một gia đình chúng ta có bốn cái pháp cộng nghiệp mà bởi vì bốn cái pháp cộng nghiệp này bốn pháp cộng nghiệp này chúng ta mới trở thành gia đình của nhau trở thành cha mẹ con cái của nhau trở thành vợ chồng của nhau đó là gì giống nhau về lòng hào sản hoặc sự keo kiệt giống nhau về đạo đức giống nhau về đức tin và giống nhau về trí tuệ thì ở đây đó ở đây đó khi mà một gia đình làm cái nghề giết mổ và bán thịt như vậy tức là họ cộng nghiệp cùng nhau cộng một cái nghiệp sát hại một cái nghiệp sát sanh thì không có lạ không có lạ khi mà người cha thì giết heo thì người mẹ thì bán thịt. Thì đối với một cái đứa nhỏ mà nó sống trong một cái gia đình nó được cộng nghiệp như vậy đó. Cái chuyện nó cầm dao đi nó giết người khác thì nó cũng không khác gì nó giết con heo. Bởi vì chúng ta có một cái gọi là thường cận y duyên. Tức là chúng ta gần gũi một cái gì đó, thường thì chúng ta sẽ bị nó ảnh hưởng. Cái chuyện mà mình sống trong một cái môi trường giết mổ nhiều á thì cái chuyện mình bị ảnh hưởng nó là cái chuyện không có gì lạ mà chúng ta có thể nói đó là cái chuyện đương nhiên Đấy. hơn nữa đó khi mà chúng ta cộng cái nghiệp sát sanh như vậy đến khi nó trổ quả thì cả một gia đình cả một gia đình đều phải chịu cái quả báo mà nó đem lại cái người chịu trực tiếp nhất thì tức là họ bị pháp luật trừng trị và những người à, trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng đó là cái điều đương nhiên thành ra cái việc xin nhấn mạnh đó là gì trong một gia đình chúng ta cộng nghiệp với nhau và cái cách mà chúng ta nuôi sống gia đình chúng ta nuôi sống gia đình bằng cái ngành nghề gì thì chúng ta sẽ cộng nghiệp với cái ngành nghề đó Thành thử nên tránh cái thái độ đổ thừa đổ thừa thì chắc chắn là rất là dễ dàng và chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhưng mà do chúng ta không nhìn thấy được cái bản chất của vấn đề cho nên là chúng ta sẽ không giải quyết được nó nhà trường cũng vậy cho đến khi nào nhà trường không có giải quyết được cái vấn đề bạo lực học đường thì cho đến lúc đó, đó chúng ta sẽ không thể nào tránh được những cái tai nạn thương tâm và như xưa nói nhìn nhận cái lỗi của mình thì nó khó còn đổ thừa cho vấn đề khác thì nó sẽ dễ dàng hơn một xã hội mà không nhìn nhận cái việc yếu kém trong quản lý của mình thì nó khó khăn hơn rất là nhiều so với cái chuyện mình đưa một con dê nào đó ra để mà thế tội đấy thành ra phải cẩn trọng chúng ta đó sống trong một cái môi trường chúng ta cộng nghiệp với nhau đi lên hay đi xuống là do mình và chúng ta nên tập một cái thái độ chịu trách nhiệm hơn là một thái độ đổ thừa nói về cái việc cộng nghiệp Uh, có một cái gia đình đó người mẹ làm nghề bán hoa mà cái bán hoa ở đây đó không phải là bán hoa mà là bán hoa đấy uh, và người mẹ nghĩ rằng khi mà mình hy sinh uh, cuộc đời của mình đó cho đứa con thì đứa con nó sẽ có một cái tương lai tốt hơn nhưng mà người mẹ không hiểu rằng nhìn ở ngoài đó thì có lẽ là có thể nhiều người họ sẽ vinh danh người mẹ là biết hy sinh cho con nhưng mà người mẹ không biết rằng khi mình lựa một cái nghề uh, tà mạng để kiếm sống mà nuôi con thì chính đứa con nó sẽ cộng nghiệp với mình không ngạc nhiên uh, khi đứa con từ nhỏ đó nó đã tiếp xúc với khách hàng của mẹ nó và nó biết người cái môi trường người mẹ đã làm cái gì và đến khi lớn lên con ấy, đứa gái ấy, thì nó nối nghiệp của mẹ nó bởi vì cái việc đó nó thấy hàng ngày mà đứa con ấy, thì trở thành ma cô tức là cái người dắt mối ấy. đấy à, thành thử sư nhắc nhở những bậc phụ huynh là khi khi chúng ta nuôi sống gia đình mình bằng cái nghề nghiệp gì thì tức là chúng ta và gia đình của chúng ta sẽ cộng nghiệp với cái nghề nghiệp đó thành thử khi chúng ta uh, có một cái nghề uh, nó không có vi phạm uh, giới luật không vi phạm đạo đức không làm hại mình không làm hại người thì nhờ cái việc cộng nghiệp như vậy đó chính bản thân mình và gia đình mình sẽ đi lên còn nếu không được như vậy thì sư sinh chia buồn tương lai đã được báo trước